Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Jay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng Structure Base Gel ha. Jay đang sử dụng cái màu số 17. Đây là móng thiệp. Đó là lý do tại sao mình gọi là overlay. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ vô mình đẩy da ha. Mình dũa shape, mình đẩy da vô. Ok, Jay sẽ sử dụng cái dũa 100-108 đây. Đó, một bên là 108 ở đây này, để mình sử dụng mình dũa móng thiệp ha. À, bên kia thì nó bầu bầu thì bên đây chắc cũng sẽ dũa nó bầu bầu luôn. Nếu mà cái shape người ta sẵn thì mình cũng đưa cái dũa qua sơ sơ. Rồi, bên đây cũng đẹp rồi đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái hard bit nè để mình đẩy cái silicone một chút ha. Hồi nãy chế cũng đang đẩy nửa chừng mấy cái ngón này à, mới chợt nhớ ra là mình phải lên like cho nên nó là bây giờ mình sẽ đẩy sơ cái chỗ này. Đẩy cuticle nó còn nhẹ nhàng thoải mái. Rồi mình đẩy cái ngón cái luôn nè. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái talent. Cái talent đây để mình chạy nhám mặt móng một chút xíu ha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đi rất là nhanh, nói chung là chạy cái speed nó khoảng chừng 3000 RPM thôi à. Đó, mình cứ đưa lẹ thiệt lẹ. Nó làm nhám mặt móng chút xíu thôi. Mình sần lên. Cái đầu này ngon lành. Rồi. Món nữa là bắt đầu chúng ta bỏ gel lên được rồi á. Cái structure base gel này nó đã có sẵn cái bond với lại cái primer ở trong đó rồi. Mình thật sự không cần phải xài cái bond hay là cái primer gì của ở đâu nữa hết. Mình sẽ phủ bụi nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái kìm cắt da, mình tỉa tỉa những cái nào mà nó gây cản trở ha. Chị sẽ quay camera lại đây một chút xíu rồi, cho mọi người thấy cho dễ nè. Rồi tiếp tục. À ok rồi đó, cũng được rồi. Ok, bây giờ là chị sử dụng cái màu 17 ha. Mở ra. Cây này số mấy vậy chị? Ê, chị hỏi cây nào thôi. Nãy mới hỏi cây nào vậy? Nãy giờ xài cái dũa với cái này. Phải không? Chị hỏi, chị Linh rõ hỏi cây nào vậy? Bây giờ nãy xài quá trời cây, không nhớ cây nào. Rồi đây, màu số 17 ha. Đó, đây mượn cái tay bên kia đi. Đó, cái màu này nó ra như vậy nè, tại nó lên tay thì nó sẽ hơi lợi hơn chút xíu, ở trong hũ thì nó đậm hơn là đúng rồi, tại vì nó nhiều sản phẩm hơn, ở đây trên tay thì nó bớt. Đó, rồi ngoài ra cái sức là bay treo, nó về cái này nè, cái này cái bản màu mới về. Các anh chị bây giờ mua sức là bay treo sẽ được tặng cái bản màu này ha. Đó, để nó rất là dễ thương. Đó, lên tay của khách này nó sẽ ra những cái màu giống y vậy nè, thì cái này nó lợt thì nó sẽ ra giống vậy. Chẳng hạn như cái màu 17 đi. Đó, cái màu 17 đây, thấy không, nó ra nè. Rất là dễ thương. Cây chạy nhám hả? À, cây chạy mái nhám. À, cái này nó có một size thôi. Đó, một medium nè, một size một thôi. Trên website nó có một size thôi ha. Ok, bây giờ mình zoom in, mình sẽ apply cái gel này lên nè. Rồi. Mình sử dụng cái cọ gel này cũng được ha. Đây. Cái mẫu này. Cọ gel của Conzerno nè. Cái nắp nó tên là flat brush ha. Mình sử dụng cái flat brush này cũng được. Còn không mình sử dụng cái wand brush, cái cây màu hồng. Đó, bây giờ chơi sẽ nhúng một chút xíu vô, chấm như đây một chút ha. Bây giờ nó quét lên, quét một lớp mỏng lên. Đừng có đụng da ha, mình banh hai cái da hai bên ra nè. Đừng đụng da. Rồi bây giờ mình sẽ múc thêm một chút xíu nữa, cái ngón út thì mình múc ít thôi. Đó, mình sẽ múc. Rồi mình đẩy gần sát cho cuticle, rồi mình nằm cái cọ xuống. Đó, mình đẩy nó đây.
Đó, mình kéo nó từ trái qua phải, từ trái qua phải ra tới đầu móng nè, thấy chưa? Đó, bây giờ lý do tại sao mình chừa hai ly hai bên là bởi vì á hả, để treo nó không có bị chèn. Đó, mình có thời gian mình làm việc chứ treo hơn. Khi mình làm nhanh á thì mình không có lo cái treo nó bị chèn. Mà khi mình làm chậm đi nữa mình cũng không lo luôn, tại vì cái treo á mình chừa hai ly mỗi bên. Đó, thì ra tới đây mình làm xong cái bên kia thì cái treo nó chưa chàng ra tới, thấy không? Đó là lý do tại sao mình chừa ra mỗi bên 2 ly. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái cọ để mình với cái treo ra. Đó, như thế này là nó có đường cong sẵn rồi. Mình đưa cho cái đèn mình hơi chút xíu, mình đưa low heat ha. Low heat mình để nó khoảng chừng 10 giây đi. 10 giây xong là mình sẽ lấy ra mình làm ngón khác. Còn nếu như mà anh chị có hai cái đèn để hai cái bên thì mình vừa hơ cái low heat 90 giây ở bên đây, mình làm cái tay ở bên kia ha. Đây là chế đang sử dụng cái low heat này đó, thì sẽ không có bị nóng tay khác luôn. Phải đúng cái đèn nha các anh chị, đó, phải đúng cái đèn. Ok, lấy tay ra đi, nãy giờ hơn dây à. Đó, sau khi như vậy là các anh chị chỉ việc bỏ top coat lên thôi là xong. Overlay là nó vậy thôi, rất là hoàn hảo, không cần phải dũa, không cần phải gì hết. Đây các anh chị nhìn nghiêng ha, cái móng người ta như vậy. Thì bây giờ mình sẽ quét một lớp lên. Đó, mình quét lên như thế này. Đó, mình chừa một cọng tóc ra hai bên, mình banh hai cái khóe hai bên ra nè. Mình chừa cọng tóc ngay chỗ cuticle. Cái khóe mình cũng chừa ra chút xíu, tại vì khi mà chậm sát vô trong cái da mình dính da là treo nó sẽ tràn chắc luôn. Giống như các anh chị mà sơn gel polish vậy đó, mình cũng chừa cọng tóc ra, mình học trong trường cũng dạy chừa cọng tóc ra chứ đâu có dính vô trong da đâu, đúng không anh chị? Sau đó chỉ múc một chút xíu treo nè. Đó, một chút xíu. Muốn làm dày hơn thì mình lấy dày hơn chút xíu, muốn làm mỏng thì mình lấy mỏng. Đó, đẩy đẩy lên đây nè. Sau đó là mình sẽ để cái cọ nằm xuống ha. Rồi mình đưa qua bên đây. Đó, thấy chế chừa 2 ly mỗi bên không? Chừa mỗi bên 2 ly ha. Cái chừa cái khoảng trống ra. Đó, sau đó mới lọc qua bên đây nè. Khi mình lọc qua bên đây, mình điều chỉnh treo ở đây. Khi mình vừa điều chỉnh treo vừa tới là bên đây. Treo nó chảy sừng sắp ra tới đây rồi ha. Đó lý do tại sao mình chừa 2 ly mỗi bên ha. Đó, sau khi như vậy á, là nó ôm nó theo đường cong của móng này, mình chỉ hơ đèn thôi. Đó, bỏ vô mình hơ đèn. Mình đếm cỡ cái đèn cỡ chừng 10 giây là mình làm ngón kế được rồi ha. Nó chỉ hơi khô là ok rồi. Rồi ok, 10 giây mình lấy ra. Vì vậy nó không bị nóng móng, không cần dùng base, không cần dùng bond primer hay cái gì hết, sử dụng chính bản thân treo của nó luôn. Quét một lớp mỏng lên, quét một lớp mỏng lên để làm cái lớp bôi trơn thôi ha. Đây nó có miếng da thì chỉ xin phép tỉa ăn chút xíu, tỉa đây ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ múc miếng treo lên, múc lên. Mình thả lên trên ngay giữa mặt móng nè, mình xoáy qua xoáy lại. Rồi mình hạ cái cọ xuống. Đó, mình hạ cái cọ xuống. Mình đi qua đi lại nè, mình đánh võng từ bên trái qua bên phải qua bên trái ha. Sau đó mình sẽ đứng cái cọ lên. Đó, mình sẽ chay chay cái chỗ cái mí của cái treo hồi nãy nó dừng lại á. Mình đem nó ra chút xíu. Đó, nó ra tới ngoài đây ha. Rồi qua tới bên đây, mà treo nó cũng chừa da tràn gần tới gì. Mình sử dụng cái góc cái cọ, cái đỉnh cái của cái cọ nè. Đó, mình chỉ đưa lên đưa xuống cho nó tràn vừa tới ra và nó tạo đường cong rồi nè. Thiếu treo đây chút xíu thì mình chậm vô đây. Đó, tự nhiên đường cong tự nhiên. Rồi mình đưa vô đẹp 10 giây. Anh chị thấy, cảm ơn chị Chu Lì. Cái treo này rất là dễ làm, thì nó có 18 màu. Trong cái bộ collection nó có 18 màu không? Các anh chị có thể lựa màu nào cũng được hết. À, cái đây á, nguyên một cái collection này à, nếu mà anh chị mà giống như là không có khách, nó không có thích những cái màu, không có chọn một trong những cái 18 màu này á, thì có cái clear, cái hũ clear bán riêng. Khi mà các anh chị apply cái hũ clear lên, các anh chị có thể sơn thêm treo màu nào mà các anh chị muốn ha. Đó, rồi xong mình hơ đèn xong bỏ top coat lên là xong, không có cần phải dũa hay cái gì hết. Rồi bây giờ là ngón cái tiếp Zemin nha, Zemin cho các anh chị thấy. Đó, mình lấy một lớp mỏng thôi nè, quét rất là mỏng cho nó có sản phẩm ở trên để nó làm cái độ tạo độ trơn thôi, không cần bỏ nhiều ha. Các anh chị thấy hầu như trên cọ của chơi không có sản phẩm luôn. Đó, hiện
tại là chị đang có mặt tại Journal Atlanta Showroom nha. Bao nhiêu một bộ vậy chị? À, bộ này là hình như là 531 đồng. 531 đồng, hũ clear nữa là hũ riêng, mỗi hũ riêng là 29.95 đồng ha. Đưa ra cho cuticle nè, đó mình đưa qua mình đánh giỏng nè. Đó mình cứ rê rê cái treo trên cái đầu của cái móng của cái cọ, mình rê 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 nó ra tới ngoài đây ha. Đó, sau đó là mình kéo nè, mình kéo cái treo. Đó, mình kéo lên, kéo xuống. Kéo lên, kéo xuống. Đó, nó ra tới ngoài mé là nó vừa. Bên đây cũng vậy, treo nó sắp chảy ra đúng không? Đó là lý do tại sao mình chừa 2 ly mỗi bên ha. Để cho mình kéo như vậy nè. Treo là phải tập trung ở cái phần giữa của cái mặt móng. Đó, như thế này. Rồi, mình đưa vô đèn mình là lô hit 10 giây nha. Cái này là ngon là gì lắm, những người khách nào mà những cái móng nè, cái móng người ta bị unbalance, bị cong, bị không có cái mặt móng nó không có đều á, mình sử dụng cái structure bay treo này lên là ngon lành luôn. Rồi cái ngón cuối cùng ha, đây một lớp rất là mỏng nè, các anh chị thấy không, trên cọ của chơi không có còn nhiều treo, mình lấy cái leftover cái dư á mình quét thôi, chừa một cọng tóc ra ha, nhớ đừng dính da. Mình sơn treo polish mình không có dính da thì không có, cái này mình cũng sơn y giống vậy không có dính da. Rồi cái ngón này bự hơn chút xíu thì mình sẽ lấy nhiều treo hơn chút, múc treo này, múc treo bự lên ha. Đó, mình đỏ lên trên đây, đầu là mình xoáy 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 nên nó gần đụng sát chứ cuticle, mình chừa mỗi bên 2 ly, rồi mình đè cái cọ xuống để mình rê cái treo nè, từ trái qua phải mình đánh giỏng ha, từ trái qua phải mình đánh giỏng, từ trái qua phải mình đánh giỏng ra tới cái đầu móng nè, đó là mình nghiêng qua một bên, là mình kéo nè, mình kéo cái phần treo này mình rê qua rê lại ha, mình rê cho nó đi ra tới ngoài mí, ngoài đây luôn, ngoài dừa gần tới ra ngoài qué nè. Đó, mình mới quay lại bên đây không, treo tới bên đây nên mình sẽ kéo cái treo luôn. Đó, thí dụ như mà cái treo ở đây nó tràn nhiều quá không sao hết, đây là kỹ thuật này, là kỹ thuật kế tiếp là chơi sẽ quay ngược ngón tay trở lại như này. Đó, quay ngược ngón tay lại cho cái mặt móng nó song song với lại cái mặt bàn, khi cái mặt móng nó song song với mặt bàn thì cái trọng lực của trái đất nó sẽ kéo cái treo nó đi về cái phần chỗ apex mà mình mong muốn ha. Đó, thí dụ như bây giờ nó kéo không, nó cong trên trở lại, mình muốn nó mu lên chỗ nào á mình kéo treo lên chỗ đó, không có khó nha mấy anh chị. Ngón cái thì hay bị nghiêng một bên, đó là cái lý do tại sao mình rê cái treo. Mình làm cho nó tròn trở lại, bây giờ là xong thấy không, nó ra rất là đều, mình đưa vô máy mình hơn 10 giây và bây giờ nó làm ngón cuối luôn à, thì mình cứ để luôn 90 giây đó luôn, mình cho nó khô sau đó mình bỏ top coat lên ha. Cọ treo khi mình chùi á, mình sử dụng cái miếng giấy, mình chỉ cần chùi nhẹ như thế này ha, cho treo nó ra, rồi mình cất nó vô trong trong hộp được vậy, trong nắp nha, để nắp lại được ha. Mà nó mình không tưởng tượng được nữa, cái này lật một cái mà nó không ra được. Ai hỏi câu hỏi gì nữa không? Bốn rồi đều coi là nó sao, mình lại lại thôi. Có mình đợi ha, bây giờ nó quay lên, nó đang 40 mấy giây, hoặc là mình 90 giây thì mình cứ để này là không có bị phỏng tay, không bị nóng tay luôn ha. Ở dưới mà mình có màu đậm quá thì ở trên mình rớt, mình cứ đợi 90 giây là ngon lành. Muốn thì mình pha cũng được. Thì bây giờ mà khách muốn 1 tiếng thì trong sát mình có 1 tiếng thì mình pha xanh đỏ với nhau. Khi mở cái tay kia ha, có cái tay kia ra nó như thế này. Đó, các anh chị nhìn thấy không? Đưa zoom in cho các anh chị coi. Móng natural nail ra. Okay, xong chưa? Rồi, này, cái này vừa xong rồi ha. Đó, hai bên natural nail thôi, overlay nè. Ở những cái phần da này thì mình cắt đi ha. Bây giờ mình bỏ top coat lên nha. Các chị thấy không? Rất là tự nhiên, dễ làm, đâu cần phải dũa, đâu có dùng phải dùng cái gì đâu. Mình sẽ bỏ top coat lên ha.
Anh thấy các anh chị muốn bỏ dày, bỏ mỏng gì cũng được. Mình cứ sử dụng cái technique đó ha. Cái kỹ thuật đó là nó sẽ ra một cái bộ móng overlay rất là đẹp. Nhẹ nhẹ là chắc rồi feel được ha. Những khách quay lại mà ta cũng muốn màu này thì mình feel được. Những cái màu này là những cái màu mà nó rất là natural. Nên mà anh chị mà muốn sử dụng cái màu này nó đậm hơn thì cứ mài mỏng cái màu này xuống rồi bỏ cái màu đậm hơn lên. Ngược lại, nếu như muốn cái màu lợt hơn mà đang xài có màu đậm thì mình cũng vũa xuống bớt ở 90% cho nó mỏng rồi mình bỏ cái màu mới lên thôi. Có nhiều người cái này mà dành cho những người khách là u sang mà khách mà người ta sợ ngâm acetone hay tháo xuống hoài á, thì mình có thể mình sử dụng cái này tự nhiên. Rồi vô đèn 30 giây nè. Chị muốn là chị cho một đường mỏng rồi đó, các anh chị bữa nay học kỹ thuật mới ha, biết cách sử dụng một trong những cái chức năng của Shopify Gel đó là làm overlay được. Còn những cái chức năng khác mình có thể gắn thiếp vô, gắn móng ngắn như thế này nè, mình gắn cái thiếp vô và mình vẫn có thể đắp cái gel này lên được cho móng ngắn ha. Còn không mình sử dụng cái nail form á, mình để dưới móng và mình nối móng dài ra và mình feel được nữa. Đó là cái những cái chức năng của Shopify nó làm được vậy ha. Ok, cảm ơn các anh chị đã theo dõi ha. Bây giờ xin chào tạm biệt nha. Đó, hai bàn tay đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha.